Rồi chị phát phòng anh mày. Đây là mình mua thêm vài cái món nào. Vài cái gì vậy? Anh nhìn thấy có một cái bàn này nha. Không bé. Đâu? Tôi chỉ hoa chứ gì. Màu bánh tét. Bánh gì ăn sáng á? Chú Nhu. Một chú Á hôm nay uống cà phê ạ. Chú Ri. Có con nữa gì? Có cái đàn gắn nè. Đây là chị Bảy Trì á. Đây là chủ tịch phường Bến Thọ. Nhà của chú Ri. Giới thiệu bông pháo lên. Trời ơi, bông pháo Việt Nam, giới thiệu bông pháo lên. Vừa tay vừa chân. Ông Nguyễn vô trong kêu vai ổng kìa, ổng đang ngồi quay hết mà. Quay quay thì xong sang lại để con băng đây, ai chết thì lấy ra coi lại.
Uống cà phê trong kia à? Dạ, thấy ông mờ quá, ông thấy mặt ông đâu anh? Không thấy mặt đâu anh? Mờ quá. Đi chỗ. Mờ quá, không thấy rồi hết. Rồi, mấy rồi, đẹp trai á. Đẹp cà phê buổi sáng. Cà phê buổi sáng nha mày. Dạ bông rồi vô. Chiếc bông rồi vô luôn. Nói tự nhiên mà. Nói tự nhiên không nói không đẹp tự nhiên nói luôn mà. Không đẹp mà. Anh Năm uống được trà lên. Nói chuyện rồi lên thì rất là quay đi này cũng có tiếng nói nha. Ừ, mày á. Quay không bán mà làm gì rồi. À, à. Quay không bán mà làm gì rồi. Nói chung nữa nó mở ra rồi. Quay không bán. 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 Sang là cái băng lớn á, để đây bỏ cái video coi. Này. Mệt đi má. Nói chuyện đi, nói chuyện đi chứ. Tỉnh bê. Đây là cà phê của Andy á, nghe Tư á, nhớ bà con. Sáng nay vô nha. Đừng gì mặt thế? Dùng ly lên cho nó ấy. Đây anh Vy. Con Vy á. Này bà xã. Cho chú đi vô luôn ấy. Nói gì nói cho bà con sống làng bên đó ơi. Mấy cái đợt cái lương này hát. Mong chị ăn rồi khỏe để bị nhẹ mà. Chúng ta nghe tôi. Yeah.
bán đồ ngã tư á. Yeah.